Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo Phật tử tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy 27 tây tháng 3 năm 2021. Để bắt đầu cái buổi giảng ngày hôm nay, sư xin đọc một cái bài pháp liên quan tới vấn đề bản ngã quý vị. Trước khi mà sư tới đây đó, trước khi mà lên đây đó, sư có nhận được một câu hỏi của một vị Phật tử nói liên quan về vấn đề bản ngã. Thì để sư đọc để cho quý vị thấy là không phải dễ gì mà dẹp được bản ngã đâu. Thành ra nếu mà người ta nói, quý vị nói như vậy là do bản ngã, hoặc giả là sư nói như vậy là có bản ngã, có thiệt đó, đừng có tìm cách lương lẹo mà chối nó không. Vì cái người phàm như chúng ta đó, quý vị nghe thường sư nói, quý vị sẽ nghe, không dễ gì mà dẹp được đâu. Có dẹp được chăng nữa, trong cái điều kiện tu tập hiện tại của mình thì nó chỉ mất đi một chút rồi không quay trở lại, nếu mà mình không có tu tập cho đàng hoàng. Đó thì bây giờ đây mời quý vị nghe cái bài pháp này. Cái bài pháp này sư có lẽ là sư đọc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà tại vì cứ mỗi lần mà quý vị nói cái vấn đề bản ngã thì sư nhớ đến bài pháp này và sư thấy rất là hay. Rất là này. Thì sư hôm đó là có một cái buổi thuyết pháp. Thuyết pháp là cái buổi thuyết pháp này của người Việt Nam. Này, lâu lâu sư tổ chức một cái buổi thuyết pháp để đọc lại những cái phần trình pháp giống như mình tổ chức vậy đó. Thì cái sư này đó là phụ trách cái vấn đề thu xếp dọn dẹp. Trước khi mà tới, sư tới thì họ dọn dẹp một quét sạch sẽ, trải tòa cũ rồi cho các sư cô, rồi các sư, các ni, rồi trang địa đó chuẩn bị, rồi trên bàn sư phải có nước, có đồ vậy. Họ làm những cái câu chuyện mà chuẩn bị trước khi mà bắt đầu cái thiền pháp. Rồi sau khi rồi là phải có người dọn dẹp. Tại vì cái phòng đó là không phải là dành riêng cho người Việt Nam không thôi, mà dành để cho tất cả các nhóm Phật tử, người nào sử dụng. Đó là một cái nhà kiếp giới. Chư Tăng thế là tụi này ra một cái thì tăng ni đi vô làm lễ, làm chuyện này chuyện kia đủ chuyện hết rồi. Thành ra sư này mới nói rằng là sau khi thần thường mà sau khi mà thuyết pháp, sư thuyết pháp xong rồi thì con ưu tuyên bố mọi người, thứ năm chị em nghe người giúp tay để mình dọn dẹp ra, thì tự nhiên có một cái câu nói của một cái người ở trong nhóm nói ra một câu mà con nghe con rất là bực, tức là một cái câu nói rất khó nghe từ một cái người ở trong cái nhóm thiền hành giả lại nghe đó. Câu nói vừa vang lên thì lập tức tâm con phản ứng ngay, suy nghĩ trào ra như núi lửa, cùng cảm xúc và cảm thọ mạnh sanh lên. Khi những suy nghĩ bất thiện này đang sanh khởi dồn dập như vậy thì tự nhiên có một tâm khác nói nhắc: chà, cái ta của mày bự quá ha, lo quay mình đi, đừng để ý tới chuyện của họ. Họ nói gì họ nói, mà mới đụng mạnh chút cái bộ mày nhảy, mình nhảy cái tổng này. Ông nói với ông vậy, cái sư này nói với sư mình vậy đó: chà, cái ta của ông bự quá ha, thôi lo mình đi, đừng có để ý tới chuyện của họ. Hai tâm thiện ác đang trao đổi qua lại thì có một cái tâm khác đứng ở trên và quay lại thấy rất rõ. Thưa sư, qua đó con rút bài học, cái tôi thật là khủng khiếp. Phản phiền não vốn chẳng là gì, nhưng khi được cái tôi hỗ trợ thì phiền não trở thành vấn đề. Phiền não chẳng là cái gì hết, nhưng hễ mà trong cái phiền não nó có cái tôi nữa, được cái tôi hỗ trợ thì là thật là kinh khủng. Thì phiền não trở thành là cái vấn đề rồi, cái tôi này là gánh nặng. Vậy con xin hỏi thư sư, nhận ra cái tôi là một sự vất vả. Rồi gì đây, hiểu nó càng vất vả hơn, mà giải bỏ cái tôi là điều không dễ chút nào. Thư sư nhận xét như vậy có đúng không? Cái thứ nhất là nhận ra cái tôi là một điều rất là vất vả. Thứ hai là hiểu được cái tôi và bản ngã này, nó đòi hỏi mình rất là nhiều công phu tu tập, theo như lời của người trình pháp nói. Và hãy mà giải bỏ nữa, chặt bỏ cái tôi này là cả là một cái vấn đề nữa. Thì sư nói, bây giờ trở lại cái câu sư vừa mới nói. Sư nói rằng là khi phiền não không có ra gì trơn, mà vì có một cái tôi này nó backup, có cái tôi này đứng sau nó hỗ trợ. Khi nói như vậy được cái tôi hỗ trợ, thật ra bạn đâu có cái tôi nào đâu hỗ trợ. Đó là bạn nói vậy thôi, chứ thật ra không có một cái tôi nào ở trơn. Thật ra tôi có đâu là chỉ là sự tin tưởng sai lầm mà thôi. Chính tà kiến hay si làm cho tâm tin rằng bản ngã có thật và nghĩ rằng đây là cái bản ngã nâng đỡ cái phiền não. Không có gì hết, toàn là cái sự suy nghĩ sai lầm không thôi. Bây giờ sư hỏi về vấn đề nhận ra cái tôi. Nhận ra cái tôi không khó đâu. Không khó nghĩa là sao? Mọi người đều có thể làm điều này bằng cách quan sát cách mình nói chuyện hàng ngày. Nó cứ tôi ta suốt ngày. Chút xíu sẽ đọc có một cái bài pháp khác của một vị sư cô trên pháp cũng nói về vấn đề này. Tôi ta suốt ngày thì ông nói rằng
Để ý đi, để ý sẽ thấy. Không không khó, không khó nhận ra nó. Rồi. Muốn loại bỏ bản ngã, không loại bỏ được. Mà cần chỉ có chánh kiến, mà chánh kiến tức là trí tuệ. Như vậy thì trong cái trường, trong ba cái câu hỏi ấy, thì nói rằng, thưa sư con muốn hỏi, nhận ra được cái tôi làm sự vất vả, thì sư nói không có vất vả. Nhận ra dễ lắm, chánh niệm đi rồi sẽ thấy tôi ta suốt ngày. Rồi một chuyện, hiểu nó lại càng vất vả hơn. Rồi dẹp bỏ nó, hiểu nó là nhờ sự tu tập mà thôi. Rồi bây giờ dẹp bỏ nó thì cũng nhờ sự tu tập cho mình. Mình không có dẹp được bản ngã của mình. Bị bản ngã là tà kiến mà. Có đâu mà tự nhiên nó bày ra vậy. Bây giờ mình tu tập cho có trí tuệ nhìn ra rất là rõ, không có gì hết trơn. Thì người đó tự tựa như là cái bức tường á. Mình nghĩ rằng trên bức tường nó có cái đinh, mình cứ thờ tay mình rò coi thử mình bắt được cái đinh. Mà thật ra cái đinh chỉ là ảo giác mà thôi, không có cái đinh nào trên tường hết. Mà mình cứ nghĩ rằng là có cái đinh tường bởi vì mình thấy có cái gì dính vào đó, mình tưởng là trên đó là có cái đinh. Nó muốn loại bỏ bản ngã cần phải có chánh kiến, tức là trí tuệ. Khi trí tuệ có mặt thì bản ngã biến mất một cách tự động, giống như ánh sáng vào bóng tối. Bản ngã là bóng tối, trí tuệ là ánh sáng. Thế mà có trí tuệ là tự động bản ngã nó sẽ đi mất, cho mình không có dẹp bản ngã được. Bây giờ sư này hỏi ngay thẳng thiền sư, dạ thưa sư, con muốn xin sư chia sẻ kinh nghiệm của cái bản ngã của sư đó. Con muốn là sư xin sư chia sẻ, nãy giờ là sư nói về lý thuyết là con hiểu rồi, bây giờ con muốn hỏi sư này. Vậy thì bây giờ sư có thể chia sẻ giùm cho chúng con cái nói về bản ngã của sư không? Sư còn tôi ta không? Và sư đã đặt cái tôi ta của sư xuống chưa? Xin ngài chia sẻ kinh nghiệm về cái chính tôi ta của ngài. Ngài còn tôi ta không? Và đã đặt cái bản ngã này xuống chưa? Thì sư trả lời, tôi vẫn còn bản ngã tôi ta. Chưa mất đi đâu hết. Nhưng tôi không làm gì với nó cả. Tôi cũng chẳng đặt xuống hay dỡ lên. Điều tôi làm là chỉ tu tập cho có trí tuệ và trí tuệ cho nó. Tôi muốn hỏi ông này, ông còn bản ngã không? Câu trả xác nhận có, còn chống hay không? Và tôi không có đặt thả nó xuống mà tôi cũng để nó lên, tôi không có làm gì hết. I do nothing. Tôi chẳng làm cái gì hết, mà tôi làm cái gì? Bổn phận của tôi là tu tập cho có trí tuệ sẽ dẹp nó. Cái tôi làm được. Như vậy thì quý vị, thấy không? Ông thiền sư mà ông còn công nhận là ông còn bản ngã mà. Làm sao mà mình dám nói là mình không có bản ngã nữa này? Và ông nói rằng là bạn dám được, bạn đừng mong giảm bản ngã, mà bạn chỉ biết tu tập mà thôi. Tu tập cho có trí tuệ, khi trí tuệ có mặt thì giống như ánh sáng có mặt, bản ngã là bóng tối, bóng ngã sẽ tự động nó đi, không cần phải giảm cái gì hết. Khi có niệm và tuệ đầy đủ, tâm nhận ra chấp vào tôi ta là tà kiến, thế là chánh kiến là có mặt. Thưa thầy, một vị khác hỏi, như vậy thì thiền sư trong tâm ngài vẫn, như vậy là tôi ta vẫn còn trong tâm sư phải không? Cái ông kia ông hỏi là sư còn tôi ta không? Ông trả lời còn. Rồi bây giờ câu lặp lại nữa. Bây giờ thầy nói lại cho chúng tôi nghe thử, vậy là tôi ta vẫn còn trong tâm của thầy phải không? Thầy thì thiền sư đó quý vị. Dĩ nhiên chứ, tôi ta vẫn còn chứ. Tuy nhiên khi sự hiểu biết về lý vô ngã mạnh thì tôi ta chỉ còn chút xíu. Như vậy là tùy trí tuệ trong tâm tôi nhiều hay ít. Nếu mà trí tuệ tôi nhiều thì bản ngã bị giảm xuống. Còn khi mà tôi không tu, tôi lơ là, tôi bỏ quên, tôi bận rộn chuyện này chuyện kia vân vân, phiền não nó khởi sanh, trí tuệ ít, bản ngã nó sẽ trở lại. Mỗi lần nhìn tâm tôi đều thấy tôi ta, vì vậy không khó nhận ra nó đâu, nó luôn luôn có mặt. Chỉ cái không ta đó mới khó thôi. Tại vì ông kia ông có hỏi một câu hồi nãy, ông hỏi là nhận ra được cái ta rất bận, thì nó khó, có bất bảo. Bạn tránh niệm đi, bạn sẽ thấy tôi ta suốt ngày. Nhưng mà cá nhân tôi phải xác nhận là tôi còn cái tôi ta. Tôi không có làm gì hết trơn. Tôi chỉ biết là tôi có tôi ta, có bản ngã thôi. Và tôi chỉ tiếp tục tu tập. Và tôi thấy cái cường độ của nó tăng và giảm tùy theo là tâm tôi trí tuệ nhiều hay ít. Nếu trí tuệ nhiều thì tôi ta nó ít. Còn mà trí tuệ mà ít, mà trí tuệ mà không tu, mà lơ mơ, là nó nhảy ra là bản ngã tôi ta. Muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Dù thấy tôi ta, tôi không bức xúc khó chịu, mà hoan hỷ tích thủ quan sát nó, thấy được phần phiền não là có chánh kiến. Điều này tôi đã hiểu từ lâu rồi. Có một điều mà ông nói tôi hiểu rất là rõ.
là khi mà có thấy tôi ta, tôi không bực bội, tôi không khó chịu. Rất là nhiều vị khi mà quý vị chấp tôi chấp ta rồi quý vị nhận ra được tôi ta, bởi vì nhờ quý vị tu niệm mà quý vị nhận ra quý vị khó chịu cái tâm quý vị lắm, bực bội lắm. Trời, sao mà cứ tôi ta hoài như này, phiền não quá, bực bội quá. Còn nó không, tôi cũng như quý vị, tôi vẫn còn tôi ta, nhưng mà tôi không có làm gì hết, tôi chỉ ráng tu cho có trí tuệ. Và có một điều nữa là khi mà tôi thấy cái tâm tôi nó có nhiều tôi ta như vậy, tôi cũng bức xúc, tôi cũng khó chịu. Là bởi vì tôi đã hiểu từ lâu rồi, thấy được phiền não là tốt, thấy được phiền não là có chánh kiến. Và điều này tôi đã hiểu quá lâu, tôi biết từ lâu lắm. Ra đối với tôi cũng bức xúc gì hết. Điều nãy là ông Thiệu Sương nói rằng là đó, cái chuyện mà nhìn ra được mà cái tâm mà tôi ta đó thì không khó đâu. Quý vị nghe cái câu này của Tịnh Pháp này. Nghe đây là một sư cô quý vị cô nói. Thưa thầy, con thấy trong một ngày tâm này xưng tôi ta hay xưng mình liên mi. Như nó nói, thôi mình đi tắm nha. Mình đi tắm xong rồi mình đi nghe Pháp nha. Mình đi Pháp nha thì mình nhớ đem cái này cái kia nghe. Nó mình, nó tôi, nó ta, nó tôi, nó ta, nó mình. Thôi mình đi trình pháp. Sau buổi sáng nhớ mai trước khi đi ngủ mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Mà mình cũng thấy mình như vậy là mình rất là tử tế, mình rất là cao thượng, mình rất là tinh thần. Cô này cô nói trời ơi, cô không có chuyện nổi. Tôi ta cũng cái chuyện này. Mà đó không phải có một mình cô này đó, mà ông thầy sư rộng nói rằng đó, tôi tu tập một thời gian rất là lâu rồi, mà tôi không có hiểu cái đời sống gia đình như thế nào. Gia đình tôi dàn xếp cho tôi để lấy một cái cô kia thì tôi lấy cái cô kia. Đây là cái sự dàn xếp của gia đình và tôi cũng vui vẻ, tôi cũng hoan hỷ. Vì cô đó cũng là chỗ người quen biết bên kia rồi bên gia đình bên kia, với gia đình này chúng tôi quen nhau. Cô đó tôi cũng quen từ nhỏ tới lớn rồi, chứ không phải là người xa lạ gì, cho nó vui vẻ. Mà tôi không hiểu rằng cái đời sống gia đình nó phức tạp như thế nào. Do đó khi mà tôi lấy vợ đó, rồi tôi làm đám cưới xong rồi đó, thì ba tôi lúc bây giờ tụi tôi anh chị em ở chung một cái bên đình. Ông kể vậy. Cái nhà đó cũng 7-8 tầng để gì đó, sư không biết. Mà sư có tới đi ngang đó một lần, sư thấy cao lắm, bự lắm. Thì ông chia ra cho người phạm. Thì ông nói, lúc mà mình ở một mình mà độc thân á, mình không có để ý cái vấn đề tôi ta là của tôi, của ta. Mà khi mà mình lấy vợ rồi đó, trời ơi, nó nói, cái phần chỗ này là của mình, cái giường này là của mình, cái dép này là của mình, chỗ này là của mình, cái này là của bà xã mình suốt ngày. Tự nhiên ông nói, khi mà ông quan sát, ông nói, ủa? Vì thế bây giờ mình lấy vợ để xem một cái gì mà mình hết trơn vậy nè. Vì vậy trở lại cái câu nói rằng quan sát tôi ta rất là khó. Thầy sư nói không khó. Cái cô này cô đâu có tu bao nhiêu đâu mà cô nói cho mình nghe, có thấy không? Suốt ngày nó mình tôi ta không. Cái ông thầy thật sự cũng nói vậy. Khi mà tôi lấy vợ rồi nó của mình, cái gì cũng của mình hết trơn. Thưa sư, điều con biết chắc là dính mắc vào tôi ta là chướng ngại cho sự tu tập. Dính mắc vào tôi ta là sự chướng ngại tu tập. Nói cái này không biết như thế nào, nhưng mà thầy sư nói không phải là chướng ngại nếu hành giả biết duy trì chánh niệm, thấy tôi ta khắp nơi và từ từ thấy chấp cũng thấy nữa. Có lẽ nói dính mắc tức là cái gì cũng tôi ta hết trơn. Thì thầy sư nói không sao cả, không có trở ngại tu tập mà phải thấy cho được tôi ta cho nhiều đi. Không sao cả. Và khi mà thấy được tôi ta nhiều rồi đó thì sao, thì từ từ đó mình sẽ hiểu rằng đó, cái chấp tôi ta này là một dạng là tà kiến. Nhưng mà phải hiểu thật sự đó, chứ không phải là mình suy nghĩ mà nói là khác, mà mình quan sát hoài mình thấy rõ ràng cái này là không phải là không đúng này, nó là tà kiến này kìa. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Không phải là chướng ngại nếu mình giả biết duy trì chánh niệm, thấy tôi ta khắp nơi và từ từ khi mà hết chấp tôi ta rồi đó, mình cũng thấy nữa đó. Thì lúc đó bây giờ thế nào gọi là mình hiểu vô ngã đó. Khi thấy tôi ta là có chánh kiến, đó là bước đầu của sự tu tập. Đây là điều tốt vì hành giả đã nhận ra sự ngã chấp của mình. Người ta nói rằng của mình tu để mình bỏ ngã, mà sao mình thấy khắp nơi là tôi ta không à, cái gì cũng có tôi của ta hết trơn. Thì cái cô kia cô cũng một cái bài pháp khác, cái trình pháp cũng liên quan tới vấn đề đó. Một sư cô nói rằng là buổi sáng là con đi lấy nước sôi à, con đem bình nước sôi vô ở trong nhà bếp để cho người ta đổ nước sôi cho các hành giả thiền sinh, thì tất cả mọi người đều được vô mà họ chia phiên nhau. Một buổi là phải có hai cô đứng đó thì nhận hết tất cả các cái bình thủy của các hành giả đem vô trong nhà bếp, rồi nhà bếp họ đổ chỗ này họ đem ra ngoài đó. Hồi xưa mà chưa cái
cái thiền viện nó đang còn là chưa có được tối tân nhiều, giống như bây giờ nó có máy lọc cái đồ, nó có nước nóng nước đồ là đầy đủ rồi đó. Chứ bây giờ hồi đó không có, thành ra ta làm như vậy đó. Thì cô này cô nói con để ý, thì khi nào mà lấy cái bình thủy nào đó, mà đem vô là con, bốn phần của con phải đem vô, mà là con xách cái bình thủy của con vô trước cái đã. Là tại vì sao, khi mà con xách cái bình thủy của con vô trước và con để vô trước á, thì chút xíu nữa là cái âm mà trong nhà bếp mà ông đổ nước là ông đem ra con trước, thì con đi tới rồi con lấy. Vì vậy cô nói 100 lần hết 99 lần rưỡi là con xách cái bình thủy của con tới trước. Bạn bè gửi gắm con không kè, con không để ý tới, con cầm cái bình thủy con đem vô đưa cho cái ông nhà bếp, con không phải đưa cho ông mà để bên cạnh đó. Để chút xíu mà ông chế nước là ông chế cho mình trước, mà ông chế cho mình trước thì ông đem ra mình trước, mình đem ra trước thì mình có sớm nước ăn xong cái có bình nước sôi đem bị hầm được liền. Cô nói trong tâm tính đầy đủ hết trơn. Và cô để ý cô nói khi mà tu tập nó bị tối ta rồi, cô thấy rõ ràng. Khi mà tới là cô cầm sách cho mình cô tôi trước. Cô để ý có một cái chuyện thứ hai nữa quý vị, cô nói rằng là chụp hình cũng vậy. Chụp hình là phải có con à, không có con là con dẹp đi, con không có nhìn đâu. Mà cái hình nào mà con giữ để mà con giữ lại như bây giờ mình làm đó, tức là giữ lại ở trong cái máy iPhone của mình, là trong cái computer của mình thì như thế nào đó, thì cái hình nó phải đẹp cơ. Còn hình mình xấu xấu dẹp. Cái thứ nhất không có mình dẹp, không thèm dò. Cái thứ hai nữa cái hình đó là phải đẹp, cái cười phải duyên phải dáng phải như thế nào đó. Y bon sư thấy vậy. Còn lựa thì ai mà khen cái hình nào đẹp là mình giữ cất để đó, còn cái hình xấu xấu em giữ hết. Thì cô này cô nói ôi trời đất ơi, cái này là bản ngã không à. Thường sư nói đúng, bản ngã không đó, không phải cái gì đâu. Nhưng mà bạn thấy được như vậy là tốt lắm á. Thì cô nói thưa sư, mục đích của mình tu để vô ngã mà thấy bản ngã. Ông nói từ từ đi, trước khi mà vô ngã thì phải ngã cái đã, ngã cho thiệt nhiều vô đi, rồi mình thấy ngã hoài, ngã một lát thấy mệt mỏi mà chẳng được cái gì trơn đó, lúc đó cái sự hiểu biết nó mới tới, mới buông vô ngã mới tới. Chứ còn mà bạn bắt đầu là bạn không có thể nào mà thấy vô ngã được đâu. Vô ngã là nghĩa là không té ra, ngã là té đó, không phải chơi. Thì là nếu mà bạn mới là người tu thì bạn vô ngã nghĩa là bạn không hiểu gì hết, bạn phải thấy cho được cái ngã chứ nhiều. Nhờ cái sự quan sát mà ông nói không có khó đâu, thấy tôi ta suốt ngày, mà của ta nữa, ai mà đụng tay của tôi là nó nổi nổi sân lên liền. Thầy tôi rồi học trò của tôi, nhà tôi cửa tôi, cái này cái gì cũng của tôi hết trơn. Ông đấy thấy nó suốt ngày đó, ông nói càng thấy nhiều càng tốt, hay càng thấy phiền não, thấy được phiền não là qua cái đó gọi là chánh kiến. Đây là điều tốt vì hành giả đã nhận ra sự ngã chấp của mình khi tà kiến có mặt, biết nó đang có mặt, và đó là lời Phật dạy đơn giản vậy thôi. Khi ngã có mặt, biết ngã có mặt, đơn giản vậy thôi. Đó là tà kiến mà. Và nhờ cái sự nhận biết này này rồi từ từ mình mới bỏ. Chứ không phải là một sớm một chiều mình vô một cái là mình nói là mình hiểu vô ngã là vô thường, cái này cái điểm. Thường người ta nói là nói cho vui vậy thôi. Đó. Thành ra khi mình tu tập một thời gian rồi mình quan sát hoài mình thấy rồi đó, mình thấy mất rất nhiều thời giờ để mà nhận ra được cái này á, thì những cái người mà mới tới mà họ nói mình không muốn không chấp nữa, thấy tội nghiệp người ta. Vì vậy sư sư hồi trước á, sư bực lắm, nhưng bây giờ sư hết rồi. Thế khi nào mà người nào mà mới vô tập mà viết thư hay là email cho sư nói là họ đã thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, sư làm thinh, sư không có nói. Là tại tại vì sao? Tại vì ta chưa tới mà, ta mới thấy một chút người ta lại là vậy, mà mình sắn liền, mình nói liền á, thì làm cho người ta mất tinh thần. Thì kể để yên đó đi, từ từ tính. Ngày hôm qua đó quý vị, đây là một cái câu chuyện mà tại tại vì vì đây sẵn đây sư nói luôn, có một cái cô hành giả rồi không biết cô ở đâu, ở ngoài Hà Nội không biết, Việt Nam. Thì ban đêm cô gọi cho sư, cô gọi cô nói rằng là cô nhắn tin trước, nói rằng là cô muốn nói chuyện với sư. Thì sư không biết là người này là người nào. Nhưng mà cái cô này cô nói thưa sư khẩn cấp ghê lắm sư ạ, trong gia đình con có người sắp chết rồi, con muốn thưa sư để con muốn nói chuyện với sư. Tự nhiên trong tâm sư nói có người sắp chết thì có làm sao đâu, có cái gì đâu mà phải gọi là khẩn cấp. Nhưng mà tự nhiên tức thì sư đặt tâm sư ở trong cái tâm của người này, trong gia đình có một người mà sắp chết, bây giờ cần gặp nhà sư để xin những lời khuyên lớn của sư. Thì số bổn phận của mình là phải 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 kết nối để mình nói chuyện thôi. Thì sư
kêu kêu trở lại được sức khỏe. Thì cô này nói như thế này đó quý vị, nói rằng là con có một ông cha, năm nay ông cha này 71 tuổi, thu sư 3 tuổi, sư 74 tuổi, còn đó, ông đó 71 tuổi và ung thư rất là nặng, và bác sĩ nói tới cái giai đoạn chắc có lẽ là sắp chết rồi. Mà con nghĩ rằng làm sao mà ba con mà bị ung thư được, vô lý quá đi. Từ trước giờ đâu có ung thư mà từ sao bây giờ ung thư. Một chuyện, chuyện thứ hai nữa đó, con đang khó khăn không biết là con nên đem ba con đi đâu, đi lên Hà Nội á, cô đã ở Việt Nam, đi lên Hà Nội thì có rất nhiều bác sĩ rất là hay đó, nhưng mà rất là tốn kém, rồi ba con cũng thích cái không khí ở Hà Nội nữa, mẹ con cũng vậy. Còn mà nếu mà để ở tại địa phương á thì cái không khí nó thân mật hơn, nhưng mà sợ bác sĩ không có giỏi. Rồi gì đây, trong gia đình con á, mẹ con á là bị tiểu đường rất là nặng. Rồi anh con á, cô này độc thân quý vị, anh con á là gì đây, bị HIV SIDA. Bây giờ con bơ vơ quá, con không biết làm sao con ngủ không được. Con ngủ không được, con ăn không được. Bây giờ con không biết phải tính như thế nào. Sư nói một cái chuyện mà cô phải nhớ một điều đó, rằng đấy, cô không có thể nào mà đổi được cái gì cho cha cô đâu. Cô nói rất nhiều về người cha. Tôi nói ba con mới có 71 tuổi, có những người khác già ba con mà không biết tại sao ba con vậy. Con buồn, con khổ quá. Nếu ba con mất là tức là con mất một cái mừng, là đối với con là ba con rất rất rất, rất là quan trọng đấy. Thì mình nói, mình nghe nói như vậy thì mình biết cổ dính mắc với cha cổ cái gì không. Thì sư khuyên cô, sư nói cái chuyện mà con cần làm bây giờ là con phải 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 ăn, phải ngủ cho bình thường, con phải giữ gìn sức khỏe, và con làm hết tất cả những gì con có thể làm. Vì cái người khi mà nó có những cái câu chuyện nó xảy ra mà nó thiếu tu, tự nhiên tâm nó hỗn loạn, tâm hỗn loạn thì không biết phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Sư nói bây giờ đó, sư không những mà sau khi mà sư nói rồi mà sư còn kêu về Việt Nam á, sư nhờ cái sư bạn của sư bây giờ giờ dắt nó, họ nó hợp nhau kêu dễ dàng, thì khuyên lên dùng nữa, tại vì họ xuống tinh thần quá. Thì sư 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 nói rằng là đó, mình nhớ này, Đức Phật nói rất rõ mà. Ta đây phải có sự già, ta đây phải có sự đau, ta đây phải có sự chết này, ta đây phải có sự chia ly này. Mỗi ngày mình đọc cái chuyện đó mà, có gì không? Dù con ở cái truyền thống nào, Bắc tông hay Nam tông không, không không cần biết, nhưng mà con phải nhớ một điều, cái chuyện đó Phật nói mình là mỗi ngày. Bây giờ nếu mình ông thân của mình phải chết, ba của con phải chết, thì đây là cái chuyện, nó chuyện tự nhiên, Đức Phật có nói mà. Bây giờ đó mình có tu hay không là bây giờ phút này này, lúc mà chuyện bình thường xảy ra ai cũng nói tu hết trơn, mà bây giờ nó rất là tâm mình rất là lo sợ hốt hoảng này. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi, mình lo sợ hốt hoảng có đúng không, mà mình thấy cái vấn đề nó không có cái gì đâu mà hốt hoảng hết trơn á. Sư ngay sư nói ủa thì bây giờ đau ốm bệnh hoạn thì phải là làm hết sức của mình thôi, mất thì giờ cho sư cũng giống như là sư bạn của sư là thuyết phục cô đến đuổi đuổi cuối cùng. Cô nói bây giờ các sư nói là con mới hiểu ra là con rất dính mắc với ba con. Nói một cách tổng quát là, nói một cách chung chung là con không muốn ba con chết, đơn giản vậy thôi, mà không muốn sao được. Có cái gì mà mình muốn trên thế gian này mà được đâu, đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, cái chuyện chuyện bình thường của thế gian mình làm sao mình muốn không muốn. Để một chuyện, chuyện thứ hai nữa đó, bây giờ đó con mới hiểu ra một điều đó, là mình hãy làm trong sức của mình. Sư nói có bao nhiêu chuyện là thôi, thuyết phục cả. Bên này sư kêu nói cũng gần 15-20 phút nữa tiếng, bên kia sư bạn của sư sư Bất Thái cũng khuyên lên nữa. Tại vì sao như vậy? Tại vì mình không có tu cho đều đặn, do đó khi mà câu chuyện tới mình không biết làm sao mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Vì vậy bây giờ ra sư, lúc bây giờ ra sư, sư đặt sư ở cái vị trí của họ, sư không dám lấy cái tư cách là một nhà sư hiểu biết rồi mà nói nữa, mà bây giờ mình đặt để mình khuyên lên mình nói. Nhưng mà quý vị biết rằng khó khăn vô cùng trong cái chân. Vì vậy bây giờ sư hiểu nè, thầy của sư lúc mà những cái lúc mà khi mà Phật tử mà vô trình pháp vào những cái năm đầu tiên, khi mà trình pháp xong rồi ông lập trình, ông nói gì hết. Sư hỏi với cái đó mà tôi thấy sao mà sư không trả lời, chứ tôi trả lời cũng được nữa. Ông nói trả lời được không thành vấn đề, mà có nên không này, right time or not, cái mà quan trọng. Vì cái đối tượng họ chưa có hiểu gì hết trơn mà mình nói cái gì.
Bây giờ là mình phải ở cái vị, giữ mình ở cái vị trí của họ để mình từ từ mình dắt họ đi từ chút một, mong ra họ hiểu. Mà đôi khi thật tình cũng phải là dễ lắm. Đó là lý do tại sao mà sư muốn chia sẻ đêm hôm nay để nhắc nhở anh chị em là vậy đó. Mình phải cần tu tập để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Và cuộc thế gian này mình không biết câu chuyện gì nó xảy ra. Câu chuyện gì cũng có thể xảy ra được cái trơn. Và khi mà nếu mà mình không tu, mình không giữ tâm mình cho yên ổn, mình không giữ tâm mình cho yên tĩnh, thì khi mà tới thì mình hỗn loạn. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ trở lại. Trong cái bài pháp này, thiền sư nói rằng luôn luôn tâm mình là tôi ta. Của tôi, của ta nữa. Suốt ngày. Không phải chơi đâu. Thấy càng nhiều càng tốt, không sao cả. Cái đó là chánh kiến. Và thấy hoài, thì tự nhiên thế nào mình hiểu. Từ từ một thời gian nào đó tới đó, tự nhiên cái chánh kiến nó khởi sanh ra cho mình thấy rằng nãy giờ tôi ta mà có được gì đâu. Sẵn đây sư kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Cái vị này cũng không tu tập gì nhiều. Cũng có tu tập, cũng có hành trì là vậy, nhưng mà không có nhiều nữa. Nhưng mà anh nói một cái kinh nghiệm riêng của anh này. Anh nói rằng là đó, con ở trong gia đình của trong nhà con á, là con có cái ông bà mà kêu bằng là cha mẹ vợ của con ở với con. Thì con thường thường con cứ lâu lâu là con thường kêu vợ con á, đi qua bên gia đình của ba má của con á. Vừa có dịp thăm rồi mà ba má con cũng là người biết đạo nữa. Thành ra con muốn qua bên đó rồi con muốn gì này nói chuyện với Phật pháp rồi vậy đó. Họ ở bên này thì chỉ có ăn uống không thôi, đâu có làm cái gì trong ngày thứ bảy chủ nhật vì vậy. Nhưng mà có một lần tự nhiên bà xã con bỏ muốn đi, nói rằng là gì đây, anh cứ dẫn tôi qua bên đó hoài, gia đình của anh thôi, còn gia đình của tôi bỏ hay sao? Tại vì nếu mà tôi dẫn hai đứa nhỏ đi rồi ba má là ba của cổ ở nhà rồi phải buồn phiền không, khổ sở. Tại sao anh chỉ nghĩ tới gia đình của anh? Thì anh nói anh đâu có nghĩ tới chuyện đó, mà anh nghĩ rằng là qua bên đó thì có cơ hội để mà cũng giống như là cho bà xã của mình nó tiếp cận cái chuyện để bà cụ bà già của anh á, người có tu có hành thiền, thì nói chuyện nó qua nó lại để mà giống là khơi tâm cho cô này. Thì anh cũng ở đó anh cũng nói vô nó ra nữa. Thì bên đó là bên gia đình của anh rất là nhiều người đi hành thiền và đi tu với ngài Kim Triệu rồi vậy đó. Thì anh thích cái không khí đó và anh nói anh mong muốn gọi là hướng dẫn vợ mình vô trong đó. Không chịu. Cũng nói không, tôi bây giờ tôi không có qua nữa đâu. Anh muốn đi thì anh dẫn hai đứa nhỏ đi. Còn mà anh muốn đi mình thì anh đi mình để hai đứa nhỏ đây. Lúc đầu thì cô nói vậy thì lắc nó, nếu mà muốn đi thôi được, để dẫn hai đứa nhỏ đi, nhưng mà tôi thì tôi không đi. Thành bực kia lắm, khó chịu vô cùng. Bây giờ đi thì đi hết cả gia đình, chứ còn mà người đi người ở. Thì anh nói thôi bà muốn đi thôi, bà thôi được, tôi quyết can thì mình không có đi, ở nhà. Thì anh nói rằng khi mà nói xong rồi thì anh đi lên trên gác ở chỗ nào anh ngồi thiền, không nổi. Cái tâm nó cứ suy nghĩ tới cái chuyện này. Biết nó suy nghĩ chuyện đó, đem nó trở lại hơi thở, biết suy nghĩ chuyện đó hơi thở. Chỉ cứ suy nghĩ giữa mình với bà xã của mình, cái câu chuyện vừa mới xảy ra giữa trong gia đình của mình. Bị buồn phiền, bực bội, cứ suy nghĩ hoài. Biết nó trở lại hơi thở, không trở lại. Nhất định cái tâm nhất định là nó cứ ưa chạy vô trong suy nghĩ đó. Biết quý vị biết tự nhiên, rất ra cái hiểu. Cái tâm này là của mình này. Mình không xử lý được nó này. Mình kêu nó ở đây, ở trong hơi thở là không, nó cứ trở lại cái chuyện nãy không. Vậy thì mình muốn bà xã mình làm muốn sao đây? Cái này mình nói là của mình mà, của mình ở đâu? Mà tại sao mình xử lý nó không được? Mình kêu nó ở đây mà, ở mũi mà, ở bụng mà, nó không. Nó chạy qua nó suy nghĩ cái chuyện đó. Mà đâu có phải là nghĩ cái chuyện chi mà cho vui vẻ, mà cho phấn khởi trong tâm. Cái chuyện phiền não không à, bực bội với bà xã mình, bực bội với chuyện này, bực bội chuyện kia, mix một cái bữa mà không có dịp để nói chuyện đạo đức và tu tập thì vân vân, cứ là càng suy nghĩ càng nhiều càng khổ. Đó thì quý vị thấy không? Nhờ cái sự hiểu biết, nhờ sự quan sát mình mới thấy rõ ràng của cái chuyện gì của mình đâu. Thì đó là quý vị thấy không? Khi mà quý vị quan sát hoài, quan sát thì nó bật ra cho quý vị thấy tâm của mình, tâm gì của mình. Không? Đó, mình muốn nó ở đây mà, mình muốn nó ở trong hơi thở mà, chứ mình đâu có muốn chạy qua cái chuyện này nãy, nó cứ chạy qua. Anh nói khi nó cố gắng hết sức rồi là chú tâm vào nó rồi một lát nó cũng chạy cho được rồi. Và nó khi mà anh hiểu rằng là có chuyện của mình, anh relax thư giãn tự nhiên yên. Tới vì vậy quan sát cái tôi cái ta không khó,
Nhưng mà vấn đề muốn cho đừng tôi ta nữa thì bạn phải tu tập cho có trí tuệ thôi. Có trí tuệ là tự nhiên nó giải quyết cái vấn đề. Bạn không có cần phải làm được một cái gì hết trơn. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái tôi ta của mình không có. Tôi ta mình suốt ngày luôn luôn có. Chỉ có một cái vị mà không có nữa là tắc là quả A-la-hán là mới dẹp được, được cái tôi ta. Thành ra quý vị biết đây là cả một cái công trình tu tập rất là dữ trong cái chơi đâu. Tôi gặp một cái người hành giả Mỹ, thiền sư, trở lại với câu chuyện bản ngã. Anh chàng này đó, mỗi khi mà kinh được điều gì thì anh thường nói với chính anh mà, rồi đấy, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi biết, anh nói vậy, anh tự khen anh vậy. Hiểu à, bây giờ biết rồi đây, cái này bây giờ mình mới hiểu nè. Bây giờ mình thật sự là mình hiểu rồi đó nghe, giờ mình biết rồi đó nghe. Thì nói cái tâm nó hoài, nó có một lần hỏi mình nào, tôi nào mà hiểu, tôi nào mà biết. Tự nhiên cái kia im ngay, thế là tâm kia im ngay, tức là không nói nữa, không nói tôi hiểu tôi biết nữa. Thì đây là cái tự tự tâm lý tự nhiên, phải không? Khi quý vị tu tập tự nhiên quý vị trực nhận ra một cái điều gì đó, tự nhiên quý vị hiểu, thì tự nhiên phải hoan hỷ sung sướng à. Quý vị nói tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi tu tập lâu rồi, bây giờ tôi mới biết này. Quý vị thấy bao nhiêu cái tôi ở trong đó. Thì thiền sư nói rằng là đây là cái chức năng của phiền não. Bổn phận của nó là sao? Là khi bạn mới hiểu một chút xíu thôi, trí tuệ mới ló ra chút xíu, là phiền não nó nhảy vô liền, đem tôi ta vô liền. Khi mới hiểu biết được chút xíu, trí tuệ mới ló ra chút định là ô nhiễm, là phiền não đã trực sẵn và nhảy ra và đập nát tức thì, đập không thương tiếc. Và đây là nhiệm vụ của phiền não, đây là nghề của nó đấy. Để mà cho hiểu biết là rất là khó rồi, và khi mà hiểu rồi đó, đem tôi vào đó, tôi hiểu, bây giờ tôi biết rồi, tôi lâu, bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi mới mới hiểu này đó. Thấy không? Thì quý vị thấy tôi không, thì ông thiền sư ông nói đấy, mới hiểu một chút cái phiền não nhảy vô rồi đấy, và bổn phận của phiền não là vậy thôi, nó canh chừng mình là hễ mà hiểu, mà trí tuệ mà khởi ra là lại nó đập nát liền tức thì, nó đem tôi ta vô liền. Thì quý vị tu tập đi, quý vị sẽ thấy trong cái diễn trình tu tập đó, mình kẹt vô trong mấy cái này không biết bao nhiêu lần, là khi mà nó nói tôi ta ta vậy đó, tức là phiền não nó vô rồi, là trí tuệ của bạn nó đứng lại liền tức thì. Trước khi mà sư xuống lên giảng, để có một vị hành giả hỏi sư đó là, thưa sư, con ngồi đó, con hành thiền mà con suy nghĩ và con thấy có một cái điều, và cái vị đó nói với sư là tự tôn cũng bản ngã mà tự ti cũng bản ngã, mà có cái gì mà tự tôn, mà có gì mà tự ti đâu, tất cả đều nhân duyên nghiệp lực thôi. Câu suy nghĩ rất là đúng, phải không quý vị? Nhưng mà sư nói hễ khi mình ngồi thiền và mình suy nghĩ những cái gì mà hay mà đúng mà mình bám theo nó, hết thiền rồi đấy. Rồi tại vì sao? Tại lúc bây giờ tâm nó suy nghĩ không à? Vì cái idea nó quá hay. Vì vậy người ta khuyên hành giả đó, khi hành thiền tâm bạn yên tĩnh, tại sao mà những cái good idea, những cái idea mà tốt mà nó pop out như vậy, nó nhảy ra cho mình coi như vậy? Tại vì sao như vậy? Bình thường sao những cái ý này không có, bây giờ ngồi thiền một chút tự nhiên cái tâm nó suy nghĩ ra một cách rất là hay như vậy, là tại vì sao? Tại tâm bạn yên, tâm của hành giả yên tĩnh vắng lặng, cho đó những cái tư tưởng tốt nó ra, thì bổn phận của mình đừng có chạy theo nó. Mình chạy theo những cái tư tưởng này thì cũng giống là mình hái cái trái non mình ăn á, thấy chưa, chưa đủ chín đâu, để yên cho nó, duy trì chánh niệm đi. Suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu đều là suy nghĩ hết, trở lại hơi thở, trở lại gì đây, phòng xếp, trở lại trong trong thân của mình, trở lại trong địa ngục của mình, xem nó là chỉ là một cái đối tượng thôi, đừng bỏ gạt nó qua bên, lơ nó đi, không có nhằm nhò gì trơn. Còn thôi nó lôi mình, mà nó lôi mình thì mình hết tù. Thì quý vị thấy mới một chút suy nghĩ bắt đầu đúng là mình bám theo nó, mình bám theo nó thì mình phải suy nghĩ, mà khi mình suy nghĩ thì mình không có chánh niệm được nữa. Do đó cái sự thực tập của mình bắt đầu từ giờ phút đó là ngưng lại luôn. Tại vì bạn ngồi giờ lúc đó là từ đó về sau là nó suy nghĩ không, mà biết cái ý, cái idea quá hay, cái ý quá tốt, sau đó cái tâm mình bám vào đó. Vì vậy cái câu mà người ta khuyên mình á, ý tốt, ý hay, ý gì cũng cần biết, mà nó xảy ra trong khi bạn ngồi thiền, ghi nhận nó đi rồi trở lại với địa ngục của bạn, còn không nữa thì nó lôi bạn đi rất là xa, và lúc đó là bạn bỏ hết cái sự tu tập của bạn rồi. Tức là cái giờ ngồi thiền từ đó về sau, từ khi mà cái ý nó nhảy lên và bạn
chạy theo nó, tâm bạn suy nghĩ không thôi, không có một chút chánh niệm nào cái chút lúc. Ở đây sư muốn ngưng chút xíu, hỏi quý vị có gì muốn hỏi quý vị. Không có gì hết trơn ha, thấy im lặng ha. Dạ thôi bây giờ nếu mà quý vị không có gì thì bây giờ sẽ đọc tiếp một bài khác nữa, cũng cũng có nói chuyện ít nhiều về liên quan bản ngã. Thưa sư, thấy người khác có một ý nghĩa tà kiến khởi lên, có một ý nghĩa tà kiến tâm khởi lên ngã mạn, tâm tự nghĩ rằng cha cái người này mới tu thành nó vậy, tâm cười nhạo, tâm chê bai để tự đánh bóng mình, cho rằng mình là thiền sinh, mình là người có tu tập cho nên mình biết hơn người, cái là nhận ra cái người đấy có một cái ý nghĩa mà gọi là tà kiến đó, tâm bên trong mình nó nhạo báng, nó cười cha này mới tu mà biết gì đâu, nó cái này tà kiến, cái này không biết gì đâu, đây này ta đây này, tôi tu lâu rồi này, tôi mới biết cái chuyện này này, tôi gì đấy cho rằng mình là tâm cười nhạo, tâm chê bai để tự đánh bóng mình, cho rằng mình là thiền sinh, mình là người có tu tập cho nên mình biết hơn người khác. Thưa sư, hồi trước con đã từng như vậy nhưng không thấy, bây giờ tu hành một thời gian lâu, tâm bây giờ yên hơn, trong sạch hơn, thấy rõ tâm mình xấu quá, con ghét quá trời, con ghét, con chán con quá sư, trước giờ con đâu có để ý. Bây giờ con tu rồi sư còn dặn là phải có chừng tâm, rồi con nhờ những cái thời kiền con ngồi tâm con yên tĩnh, tự nhiên con nhận ra rất là lố bịch, rất là chán nản, chán quá thưa sư. Từ trước giờ con đã từng làm như vậy nhưng mà con không có thấy. Bây giờ tâm trong sạch, thấy rõ tâm mình sao mà xấu xa đi tiện quá, con càng chán ghét mình hơn nữa sư. Thường sư nói sao lại ghét? Nếu biết rõ điều gì về mình thì hành giả nên hoan hỷ. Để biết được điều gì là sự thật về cá nhân mình, bạn hãy nên vui vẻ. Dù cái chuyện đó là chuyện nó xấu xa, nó đê tiện bao nhiêu, về mình á, chấp nhận. Mà hoan hỷ vui vẻ là chứ không phải chấp nhận nữa. Sao lại ghét? Nếu biết rõ một điều gì đó về mình thì hành giả nên hoan hỷ đi. Sư trời ơi, từ cái lúc mà sư qua bên Phô Đa này, sư ở chung với các sư, sư thấy cái tâm sư nó đê tiện, nó nhỏ nhẹn, nó cần món ăn thì chút một cái gì. Và cứ mỗi lần nó xảy ra như vậy là sư cứ nhớ, ông nói này, đừng có buông phiền, đừng có bực bội. Khi sư nhận ra được cái tâm của sư nó xấu xa, nó đê tiện, bị những cái chuyện mà nhói nè, không có đáng cái gì hết trơn á. Sư cảm ơn đi, nhờ cái sự tu tập của sư mới thấy vậy. Hễ biết điều gì một chút, hễ biết một chút điều gì về sự thật về chính cá nhân mình thì tâm mình nên vui vẻ. Mục đích của sự duy trì chánh niệm là gì? Đó là biết cái gì thực sự xảy ra, biết cái chi như nó là mà không có một cái sự chuyển đổi thay đổi gì hết. Ông khuyên ông nói tâm của mình làm sao mà tốt được? Không. Mình là người phàm mà, mình đã thánh đâu. Mà tâm của người phàm thì nó đầy giấy cái tham sân si à. Mình dòm tâm người khác, mình nói tham sân si cho mình cả một đống ở trong này. Thì ông nói hễ mà hễ mình càng biết gì nhiều về mình, từ cái chuyện mà bón sẻn, mà ích kỷ, mà nhỏ nhặt, từng những cái chuyện mà không ra gì trên đó quý vị. Thì ông nói hãy vui đi, hãy hoan hỷ đi. Cái đó là chánh kiến đó. Nhờ như vậy, bạn thấy được như vậy rồi, là từ từ mình sửa. Bi, từ trước giờ không biết, bây giờ thấy biết mọi sự như nó là điều tốt. Hãy nên hoan hỷ thay vì có thái độ chán ghét mình. Có đôi khi mình thấy mình đê tiện, mình bấn thiểu, mình nhỏ nhẹ, nhỏ nhen quá rồi. Rồi mình phiền hà, bực bội, mình nói nó khóc được. Thấy được cái gì là cái đó là tốt. Thấy cái xấu của mình cũng tốt. Đừng có thấy cái tốt của mình nhiều quá. Thấy cái tốt của mình là mình ngã mạn đó. Dĩ nhiên là mình xấu, thấy xấu một thời gian rồi là tự nhiên mình thấy từ từ cái xấu làm như nó bớt. Đó là cái điều mình cũng biết nữa, chứ không phải không. Khi phiền não sanh lên, đừng nghĩ là phiền não của tôi tệ quá, tôi dơ bẩn quá, tôi ngã mạn quá. Phiền não chỉ là phiền não, nó là một hiện tượng tự nhiên. Có điều kiện thì nó sanh, hết điều kiện thì nó mất. Tâm này chưa có được mà trong sạch mà, chưa là một vị thánh mà, nó còn vẫn còn phàm mà.
Có phạm đầy dẫy cái phiền não tham sân si khi có điều kiện tự nhiên nó nổi. Phiền não chỉ là phiền não, phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Khi những cái điều kiện mà vẫn còn đó thì khi khởi gặp đối tượng là tự nhiên phiền não trong này nó nổi lên. Phiền não chỉ là phiền não, nó là những hiện tượng tự nhiên, có điều kiện nó sanh, hết điều kiện nó mất. Đem tôi ta vào, hành giả sẽ cảm nghe bức xúc đau khổ. Phiền não không nhớ phiền não của, cái phiền não là bây giờ mình nói phiền não của mình đó, không cần biết. Phiền não nó không cần biết gì hết á. Nó không cần biết mình là ông sư, mình là bà vái, mình là thiền sinh, là mình là người lớn, mình là người đáng kính trọng, là mình như vậy kia. Phiền não nó làm theo ý của nó thôi. Phiền não không biết gì cả, nó chỉ làm việc của nó bất kể mình là ai. Dù mình là một vị sư, là một sư cô, là một người lớn, lớn tuổi đáng kính, là một thiền sinh tu tập nghiêm túc và rất là nhiều năm rồi. Tham ái hay ngã mạn có dịp là sanh lên như thường, nó không lý gì tới cái gì hết. Tâm là những dòng năng lượng vận hành theo những quy luật của nó, và đây là những quy luật tự nhiên mà thôi. Nói cái tâm của mình là nó sinh hoạt như vậy. Bản chất của mình là mình giấu nhẹ, mình cố gắng, mình đè nén không? Để cho người ta thấy mình là người hay, người tốt, người giỏi. Nhưng mà thật sự cái đó là nó có đúng đâu. Mình đâu có hay có tốt như người ta nghĩ. Mình cũng có những cái gọi là những cái khoảng tối đen ở trong tâm của mình. Ngài Thiền sư Jyotika nói như vậy. Tôi cũng hoan hỷ lắm, tôi vui vẻ để tôi nhìn những cái điểm, những cái chấm đen tối trong tâm của tôi này. Và hễ mà tôi mà càng cố gắng mà tôi nhìn nó, tôi thấy quá xa là nhiều. Thưa thầy, thưa thiền sư, càng thiền tập càng quan sát tâm, thấy tâm con còn quá nhiều phiền não, tham lam sân hận ganh tị, không vừa lòng với bất kỳ ai, con cảm nghe thất vọng với chính mình quá. Thiền sư nói thấy được như vậy rất là tốt, đó là chánh kiến, thấy tâm mình như nó là, không che đậy giấu giếm. Thấy vậy mình hãy nỗ lực duy trì chánh niệm để học cho có trí tuệ, và đó là chánh tinh tấn. Nhờ trí tuệ thì phiền não sẽ bớt bớt mà thôi. Đơn giản là hễ mà thấy càng nhiều thấy càng tốt, không sao cả, đừng có phiền hà gì hết trơn. Vì mình thấy như vậy cho ra mình biết, mình phải ráng mình tu nữa. Mình đừng có cho ta đây là hay, ta đây là giỏi. Khi mà quý vị mà thấy tâm quý vị vậy rồi, tự nhiên gọi là không cần tập cái hạnh kia mừng là khiêm hạ nữa, mà cái sự khiêm hạ, cái sự kêu mừng là nhún nhường tới một cách rất là tự động. Bởi vì mình thấy mình có giỏi gì đâu. Sở dĩ mà mình cao ngạo, mình nói mình hay, mình giỏi, mình thấy mình hơn người khác rồi vậy đó. Mình không có cái tánh khiêm hạ là tại vì sao? Là tại vì mình không thấy mình xấu. Còn bây giờ mình thấy mình xấu rồi. Tự động mà mình thấy mình không, cũng cũng không, người ta sao mình cũng vậy thôi. Mình đã có hơn gì cả. Thế vậy mình sẽ nỗ lực duy trì chánh niệm để học cho có trí tuệ, và đó là chánh tinh tấn. Nếu hành giả nghĩ tâm mình thánh thiện, mình thiền giỏi, mình thiền tốt, mình được thiền sư khen là đủ rồi, và đây là dấu hiệu của tâm ngã mạn, sự tu tập sẽ giải đãi, sẽ đi xuống, hình thầy thầy mình xấu sẽ thấy mình xấu sẽ ráng tu để phiền não giảm bớt. Nếu bạn nghĩ rằng tâm mình thánh thiện, nếu bạn nghĩ rằng là mình là hành giả, là mình thiền sinh, là mình tu giỏi, mình được thiền sư khen, mình làm như vậy, như vậy mình như vậy là đủ rồi, thì ông thiền sư mới chết. Bởi vậy thành ra cái nguyên tắc của Hòa thượng Sụ Minh á, và ông nói rằng ngài ngài Hòa thượng Sụ Minh khuyên cái ông thầy của sư á, là nhớ đừng có bao giờ khen hành giả hết, bởi vì không có gì mà đáng khen đâu. Mình chỉ nói rằng thôi tiếp tục tu tập đi. Cái câu nói của mình như vậy là mình cũng giống là mình khuyến khích họ tu tập thôi. Còn mình nói hay quá, giỏi quá, tốt quá là mình chết đó, là mình giết họ đó. Tại vì họ nói thiền sư khen tôi rồi mà, thiền tôi nói tôi hay, tôi giỏi rồi mà, như vậy là đủ rồi. Thì khi mà hiểu, mà nghĩ mà đủ rồi đó, là mình ngưng lại, mình không tu nữa, mình không có cố gắng để mình sửa cái tâm mình nữa. Vì tất cả mọi người đều khen mà. Nếu hành giả nghĩ tâm mình thánh thiện, nghĩ rằng mình thiền hay, thiền giỏi, thiền tốt, được thiền sư khen, được thiền sư khuyến khích, như vậy là đủ rồi. Đây là dấu hiệu của tâm ngã mạn, và đây là dấu hiệu của sự đi xuống của sự thực tập. Khi mà bạn bạn cảm thấy là thỏa mãn với những gì mà bạn bạn nhận ra được từ người khác rồi đó, và bạn ngưng lại, thì bạn coi chừng đấy, thấy mình xấu mình sẽ ráng tu, còn thấy mình hay mình giỏi là đây là tâm ngã mạn, và đây là cái dấu hiệu cho thấy cái sự đi xuống của sự thực tập. Thưa thiền sư, khi thí chủ dân cúng tứ sự hay đồ đạc, cái này là một nhà sư hỏi đó quý vị,
Khi thấy thí chủ, khi thí chủ dân cúng tứ sự hay đồ đạc mà con cần và thích, tâm con hoan hỷ, con hiểu đó là tham vẫn còn bên trong. Khi tham còn cho nên nhận được đồ dân cúng là tâm ưa thích, sung sướng và đó là sự tự nhiên. Ông nói hiểu vậy là đúng. Hiểu sao mà đúng này? Thưa thầy, khi vị thí chủ dâng cho con những cái món tứ sự, những đồ đạc mà con cần con thích, tâm con nó vui lắm, nó hoan hỷ, nó sung sướng. Một chuyện, con hiểu cái này là do tâm tham mà có này, và vẫn còn bên trong, nghĩa là như vậy hiểu mà mình hoan hỷ, mình sung sướng những cái gì mà ta dâng cúng cho mình đó, vì hợp ý mình mà, đấy tâm tham đang còn trong tâm mình đấy. Và khi tham còn thì nên nhận được sự dâng cúng là tâm ưa thích, sung sướng. Và cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên của một người như con, là một người phàm thì ông nó cũng hiểu như vậy, chuyện tự nhiên. Điều này có nghĩa là con tu chưa đủ, do đó tâm con nó còn tâm tham ở trong này, vì vậy người ta cho con sung sướng, con hoan hỷ. Cái này là dấu hiệu của tâm tham đây. Và cái dấu hiệu tâm tham này mà như vậy là cái chuyện tự nhiên, hiểu vậy là rất đúng. Khi con biết chấp nhận sự thật về tâm mình, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, thì mọi thắc mắc được giải tỏa. Khi khó khăn dễ vượt qua, con cảm nghe bất ưu tư và dằn vặt với chính mình, tâm bây giờ thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Là sư này nói rằng là khi mà con biết chấp nhận về sự thật về tâm con á, tâm con rất là thích trước mặt Phật tử là con làm có bộ là kêu mừng là thu thúc, có bộ là rất là đáng kính, nhưng mà thật ra tâm tham trong đầy dậy cái tâm tham cho cái thứ mà con ưa thôi con đã lắm, thích lắm. Thì khi mà con biết, con nhận ra được cái sự thật về chính tâm con rồi á, thì con cảm thấy là mọi thắc mắc đều được giải tỏa, khó khăn dễ vượt qua. Con cảm nghe bất ưu tư dằn vặt với chính mình, tâm bây giờ thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thiền sư nói chỉ có thiền tập mới giúp mình có sự hiểu biết này, hãy cố gắng đừng lãng quên sự tu tập, chứ không có nó hay gì trơn. Những suy nghĩ này rất là đúng, nhưng mà thiền sư nói chỉ có sự thiền tập thì mới giúp bạn hiểu như vậy thôi, cả bản thiền bạn đừng có mong hiểu, nhờ bạn thiền tập mới cho bạn hiểu như vậy. Thì nếu mà đã được như vậy thì hãy cố gắng đừng lãng quên sự tu tập của mình, hãy tiếp tục tu nữa. Mà quý vị thấy không? Ông xác nhận là cái sự hiểu biết này rất là đúng, mà ông có khen đâu. Ông cũng nói xa thú tốt lắm đâu. Không. Hiểu như vậy là hiểu sự hiểu biết này, như vậy là nhờ sự tu tập. Do đó xưa bây giờ mới có sự hiểu biết như vậy. Thì hãy tiếp tục tu tập đi, thêm sự hiểu biết. Nào không có nói là hay là tốt gì hết. Thiền sư Yotika có nói một câu: hiểu được sâu xa chính mình mới giúp tiến bộ về mặt tâm linh. Tu hành có sự yên tĩnh, có sự vắng lặng, có sự an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích, nhưng sẽ chẳng bao giờ có một sự chuyển hóa sâu sắc. Ông nói người tu mà chỉ muốn này, muốn cái gì? Muốn được tâm yên tĩnh, muốn tâm vắng lặng, muốn tâm được an lạc, thì cũng đúng chút ít cũng tốt đấy, không phải không? Cái gì xấu trong này đâu. Nhưng mà biết sao không? Là con người ta sẽ không bao giờ chuyển hóa hết. Bạn tu mà bạn chỉ muốn tâm bạn yên à, bạn yên lạc, bạn ngồi giờ này qua giờ kia bạn thấy vắng lặng, yên tĩnh, sung sướng quá, an lạc quá. Thì ngài thiền sư Yotika là cái người tập vừa thiền định mà vừa thiền chỉ nữa, ngài nói cái này thì cũng được đấy. Nhưng mà rồi biết sao không? Cả cuộc đời không có cái sự chuyển hóa nào đâu. Xấu vẫn xấu như thường. Bởi vì sao nó bám vào trong cái an lạc đó mà, làm sao? Đầy dễ cái tham sân si. Bởi vì chúng ta nghĩ mình biết cái gì tốt, vì biết cái gì tốt cho mình không thể nào xấu. Ngoại trừ bạn nhận ra mình xấu, tệ hại như thế nào, cái này mới là thật đó. Bạn có thường giữ chánh niệm không? Có dành hết thì giờ để suy nghĩ xấu về người khác chăng? Tâm có ưa xét đoán, phê bình, chỉ trích người khác chỉ vì họ không làm như đúng ý mình không? Đây là những cái câu mà ngài Yotika nói đó quý vị. Bởi vì chúng ta nghĩ mình biết cái gì tốt, vì mình biết cái gì tốt, cho nên mình không thể nào xấu. Tôi sợ không? Tôi biết rồi. Cái đó là phải làm gì? Làm vậy. Khi mà biết như vậy thì là tôi phải tốt rồi. Không thể nào xấu. Bởi vì chúng ta nghĩ mình biết cái gì tốt, vì biết cái gì tốt cho nên mình không thể nào xấu được. Đây là một cái người mà không tu suy nghĩ như vậy đó quý vị. Ngoại trừ bạn nhận ra mình xấu, mình tệ hại như thế nào, cái này mới thật sự đó bạn ạ. Bạn có thường giữ chánh niệm không? Ngài hỏi mình vậy. Trong suốt ngày bạn có hay giữ chánh niệm không? Có dành hết thì giờ để suy nghĩ xấu về người khác chăng? Có tâm có ưa xét đoán, có phê bình, có chỉ người khác chỉ vì sao?
chỉ vì họ không làm đúng ý như mình không. Thì đây là những cái mà Trần Sư Jyotika nói cho mình nghe. Thế mà mình nói rằng là mình gì đây, mình biết cái gì tốt là mình chắc chắn là mình tốt. Là cái đây là rất là nguy hiểm. Rồi cái nữa là bạn ngoại trừ bạn nhận ra mình xấu, mình tệ hại như thế nào thì cái này mới thật này. Còn ai mà tốt đây? Những cái vị mà chỉ có thánh nhân là các ngài mới tốt, mà các ngài đâu có nói cái gì. Vì sao nói là ngã mạn lên làm sao? Cần phải nói gì hết trơn. Vì vậy quý vị biết, những cái người nào mà không tu không có nhiều á mới ưa nói. Còn các vị mà nghĩa là ta tu và ta đã kinh nghiệm sâu sắc rồi, nói lắm. Vì sao? Nói ra làm gì, có ai hiểu gì đâu mà nói. Mà nói ra không chừng mình để mình tô bóng cái bản ngã của mình được. Vì vậy tốt nhất không nói gì hết. Và khi mà không nói gì hết, người ta tưởng cái vị này chắc tu tới đâu hết trơn á, không sao cả, cũng thành vấn đề. Quý vị không có hỏi gì quý vị? Dạ thưa, có ai có dạ thưa sư, con có câu hỏi à. Hỏi đi, ai đó vậy? Dạ thưa con là Lân Anh. Ai Lân Anh? Dạ thưa sư, con bị cái này, con thấy là hồi nãy sư nói là tự ti, tự tôn cũng là cái ngã, mà tự ti cũng là cái ngã. Thì con thấy là giống như là lúc sau này con thực tập để con nhìn mình á, thì có một giai đoạn là tự dưng á, giống như là con thấy là con lên YouTube cái con coi một cái phim, cái con giống như con bị ghiền cái phim đó, mà con cứ thấy là ồ sao mà mình làm việc gì cũng muốn làm nhanh để tới giờ cái mình vô mình coi tiếp cái phim đó. Thì con nhìn thấy được điều đó, con nhìn thấy rõ ràng cái con rầy, con nói không được, mình phải không có làm như vậy. Nhưng mà một hồi cái tay con cũng bấm vô cái YouTube, con cũng coi cái phim đó. Thì con như là con canh chừng, rồi con rầy tự giống như mình rầy mình nhiều lần lắm rồi. Cái sau cái con thấy giống như là mình tự ti, chắc mình tu không được, thôi bỏ tu đi. Thì cái đó là đúng hay là sai? Giờ sai. Con phải làm sao? Thấy là tốt rồi này. Thấy mình cố gắng mình rửa chén nhanh để mình đi qua phim, như vậy là cái này là thấy tâm tham của mình nó đang có mặt này. Mà sao gọi là tu không được? Nhưng mà rồi cái tay của con vẫn nghĩa là bấm vào cái nút để con chưa được. Tại vì chưa đủ sức thôi. Chưa đủ sức mà. Nó đã bấm cái nút này bao nhiêu lần rồi? Thấy không? Năm nay có bao nhiêu tuổi, bao nhiêu lần nó bấm nút để nó vô qua những cái phim như vậy. Rồi bây giờ cô đòi là trong mấy tu mới biết cái là phải đừng có bấm nút nữa mới hay mới giỏi à? Thế sao? Sao mà gì đây mà hấp tấp vậy? Take time, mất thì giờ ghê lắm. Biết nó xấu rồi đây, nó mình chưa sửa được đâu. Biết là mừng rồi. Mong để mình thấy cái tâm của mình thôi. Lúc mà khi mà mình giỏi, khi mình biết là dòm nó, đó, mày muốn cái gì đây? Mày muốn rửa chén cho mau hả? Nó coi thấy nó coi rửa chén cho mau, khi mà cô thấy nó muốn rửa chén cho mau, để cô quay là tự nhiên nó rửa chậm lại cho coi, vì nó mắc cỡ mà nó quan sát đi thì nó thấy, mà đừng có mau sửa mình ơi khổ lắm. Không có nhanh được đâu, không có cái cháo miệng liền, cháo ăn liền được đâu. Take time, thấy là được rồi, thấy là mừng rồi ha. Trước giờ đâu có thấy, từ bao nhiêu năm rồi bấm nút hoài nó có thấy không, đâu có thấy phải không? Yeah. Bây giờ Loan Anh thấy, Loan Anh mừng đi. Con giờ con muốn làm sao cho con đừng có bấm cái nút đó nữa, mà sao cái cuối cùng con muốn được. Con muốn được, cứ việc quan sát đi, từ từ sẽ tự nhiên cái muốn sẽ hết. Sư cũng muốn nhiều cái rất là tệ hại đó, sư cũng muốn nói ra trên máy, tại thì sư mắc cỡ quá đi. Mà sư cũng chưa có tập được á, trong phải chơi đâu. Sư biết rõ ràng nó hối hả, nó muốn gì vậy. Nó chỉ delay thôi, nó chỉ làm tạm thời chậm lại thôi. Rồi nó tới nó cũng đụng tới, nhưng mà đôi khi có lần nó đụng tới nó thả rồi, nó không muốn tiếp tục nữa. Từ từ thôi. Làm sao bây giờ đây? Con thấy rõ ràng là khi mà con hôm đó con rầy con á, con nói là không. Hôm nay mình phải quyết định. Trong cái thiền tập có cái rầy. Thiền tập có rầy gì? Trong rầy là tâm sân. Yeah. Thì ngày hôm sau là con coi tới 2 tập. Hôm trước con coi 1 tập, hôm sau con coi tới 2 tập. Con cũng không hiểu đây là, sao đây là vậy đó. Đây là nghĩa là một cái phiền não thì mình thêm một cái phiền não khác nữa. Muốn đi coi phim là đã tâm tham rồi này, bây giờ rầy nó la nó chửi nó là bây giờ thêm tâm sân nữa. Ha. À. Cũng giống như cô kia cô nói là chùa cho một sư cô là được chỉ được
cái chuối thôi. Tôi nói tôi chờ lấy cái chuối xong là tôi chờ hết rồi tất cả và bà con mà lấy rồi tôi vòng vòng quanh quanh được tôi lại tôi lấy thêm cái nữa. Cô nói tâm cô nó ưa vậy à, ức ăn chuối cái lắm. Thì cô nói bữa sau cô buồn quá, cô nói thôi bây giờ nó không lấy nữa, thôi bây giờ gặp thấy chuối là nhắm mắt đi thẳng luôn, chứ nó la cái tâm không được, mày xấu lắm, thôi đi thẳng luôn. Làm cho đừng hai ba lần, nó lấy tới lần thứ ba thứ tư nó lấy tới ba trái luôn, nó lấy luôn, lấy để mình cash up trước, mình lấy mấy bữa nay mình không có, bây giờ mình lấy là cho đỡ ghiền. Bởi vậy cái tâm rất là khó dạy, không phải chơi sao, nhưng mà mình hãy kiên nhẫn để mình tập đi. Khi mình tập nó được, mình dạy nó được rồi đó, tức là nó thuần thục rồi đó. Đó thế đó thì mình hãy nói chuyện, còn bây giờ chưa làm gì được đâu. Vấn đề là bây giờ là làm sao mà thấy là nhận ra nè. Cho Khoan nói rằng mình mới tu bao nhiêu đâu mà đòi mới dòm cái thấy là chữa được liền. Dễ chứ. Chỉ có một cách mà cô chữa được liền là sao, là cô control, cô kiểm soát nó, cô ép nó, cô đè nó. Mà trong tất cả các phiền não hay mà đè, mà phiền não mà đè là nó sẽ bật à. Cũng giống là cái lò xo đó, đè xuống, đè thì nó xuống chứ. Nhưng mà cô mơ lơ mơ mà thẳng lỡ tay một cái, nó bật lên một cái thì tan xác. Hiểu không? Bị với phiền não đừng có làm gì hết trơn, duy trì chánh niệm biết ra thôi được rồi. Thật sự ông đâu có nói gì mình nói, okay, mình làm đâu rồi nè. Tôi tâm tôi rất xấu, tôi biết tâm tôi xấu được rồi. Thì yên đó. Và cứ tiếp tục thấy hoài. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Yeah. Ok. Ừ. Em thấy là muốn hết giờ rồi này. Ha? Dạ, bạch sư cho con hỏi một cái là ví dụ mà khi mình ngồi thiền á, cái tâm nó suy nghĩ chuyện này ai phải làm vậy? Dạ, thưa con. Dạ, con là Thủy ở Việt Nam á. Dạ. À. Dạ, con muốn hỏi là khi mà con có cái cách như nè, khi con ngồi thiền á, mà con suy nghĩ chuyện này chuyện kia, suy nghĩ chuyện phải làm, chuyện sắp tới làm, chuyện ở làm, thì con mới bực mình quá, con mới ra con lấy cái giấy đi viết, con mới ghi vô những chuyện gì cần muốn làm ngày mai, ngày mốt hay là những chuyện để ngồi đó mình biết là tất cả gì đã nằm trong giấy rồi, mình ngồi mình không kỹ nữa. Vậy là nhưng mà nó ngồi nó có vậy có phải là đỡ một phần nào đó không sư? Nếu mà cô làm mà cô cảm thấy là cái đó giúp cho cô á, giúp cho cô khỏi phải là tâm nó cô bị cái bụng bị vận động trong khi ngồi thì nên. Dạ. nhưng mà từ từ đó không cần ghi nữa, cô cứ nhắc cô á chút xíu nữa xong rồi nhớ làm cái đó rồi tiếp tục tu tập là nó nhớ cho coi. Mà lúc đầu á cô làm không được thì cô ghi xuống giấy được. Dạ. Để lấy giấy để ghi xuống những gì cần làm để quan về rồi bây giờ xong rồi đó, bây giờ ngồi lo tu nghe. Dạ. Dạ. Rồi sau á khi mà cô từ từ mà cô giỏi rồi cô nhắc cô á chút xíu á, nhắm lại chút xíu là thiền xong rồi nhớ làm cái này rồi chấm dứt để đó lát nó nhớ cho coi. Bởi vì khi mà trí tuệ có trí nhớ có chánh niệm có trí tuệ á, tâm nó nhớ rất là lâu, nhớ lâu ghê lắm, nhớ toàn mình tưởng là nó không nhớ mà nó nhớ. Đây là sư kể một cái câu chuyện thầy sư dạy một cái người Phật tử này. Cái cô này cô nói rằng là thưa sư, con có thói quen á, là gì đây, con khi nào á, con khóa cái cửa xong rồi đó, con ưa tới con ưa thò tay con lắc qua thử là con đã khóa chưa, mặc dù con đã biết chắc chắn là con khóa rồi mà con cứ có cái thói quen vậy rồi. Thì sư nhắc là đừng có theo nó. Bây giờ đó khi mà mình tới mình khóa cái cửa xong rồi mình nhắc này, bây giờ cái cửa này khóa rồi này, mình đã khóa rồi, mình đã vặn nó cứng rồi và mình đã thử rồi nó không được rồi là bây giờ chút xíu mà nó có đòi có tới thử nó cũng để yên đó, đừng tâm nó nhớ cho phải. Không, tôi kêu tới nữa. Ví dụ như quý vị ngủ cũng vậy đó, quý vị nhắc quý vị á, ngày mai á phải mấy giờ dậy, nhắc nó nhiều lần, 1, 2, 3 lần thôi, đừng có nói nhiều quá cái nó quên, mà đừng có nói ít quá. Ví dụ mình cần ngay ngày mai nó dậy đúng giờ cho coi. Bởi vì tâm mình nó có những cái chức năng rất là hay, mình tu tập nhiều rồi mình sẽ hiểu những cái chuyện này. Vì vậy trở lại chuyện của cô Thủy hỏi. Khi mà cô ngồi và cô nhớ rất là nhiều chuyện cần phải làm và rất cần thiết phải làm. Phải vậy không? Ghi xuống miếng giấy cho sư. Yeah. Nếu không được á, yeah. Thì bữa sau á, khi mà cô ghi gọi đó, bỏ miếng giấy đi. Cô ngồi đó có yên cô đấy. Cái thứ nhất, sau khi hành thiền xong làm này. Rồi tôi chấm dứt đừng nghỉ nữa. Được chưa nhớ? Nó cứ nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ tới nghĩ lui ra là cái thói quen của mình mà. Thấy không?
mà những cái chuyện rồi mình thấy mình để ý, thật ra những cái chuyện mà mình ghi xuống cũng không cần thiết nữa, nhưng mà làm cái bữa lúc đó là ngồi nó nước sôi nước nóng mà không làm thì chắc không được, nhưng mà đâu cần thiết. Có nhận ra, hãy nhận ra thêm cái này nữa thì tự nhiên lần sau nó không có không hối hả nữa. Chút xíu nhớ là phải lấy áo quần vô nghe, trời mưa bình miền mà rồi mấy cô phơi đồ ở ngoài nới chừng ra bỏ chạy đi phơi phong rồi liệu sao đâu. Thế nơi người ta đã lý vô dụng cho mình rồi, đâu có sao đâu. Ông thầy sư nói bữa sau nói không cần thiết, ước thôi trời đó nó ước, cứ việc ngồi yên đây đi. Đến nhiều lần mình thấy người ta lấy vô rồi mà. Những cái người mà ở xung quanh họ dưới cốc, họ không có đi hành thiền ở trên này, họ thấy trời sắp sửa mưa rồi, lấy vô dụng cho mình. Không có cái gì mà nửa chừng mà chạy về mà cho nó ước thì ước luôn, kệ nó không sao đâu. Thì cái cô mà trình pháp sau này cô trở lại cô nói, dạ thưa sư, 10 lần thì chỉ có một lần thôi, còn 9 lần kia thì một là trời không mưa, hoặc giả là người ta đã lấy vô cho rồi, cũng cần cái chạy về nữa. Thấy không? Khi nó làm cái là cái tâm của mình nó làm nước sôi nước nóng á, làm gấp lắm, không lấy vô, không làm cái chuyện đó là chắc chết rồi, thật ra cũng có cái chết từ được ngay của gì nó làm như nó. Dạ, nó làm như nó hối thúc mình, nó nói là mình phải ghi ra cái thói quen của nó từ trước giờ mà. Từ trước giờ nó thúc cái là cô chạy à. Ha. Giờ nó có quen rồi, nó đã thói quen, cũng giống như nãy cô kia cô Loan cô nói đó, mình đã mở YouTube mình qua biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ nó có thói quen à. Tới giờ đó là nó phải đi tới nó mở. Bây giờ mình nhận ra được là cái chuyện mừng này. Để nó đang hối hả, nó rửa chén, nó hối hả làm chuyện này chuyện kia. Mà sư dặn á, khi mình thấy nó hối hả nó thúc mình làm, mình cứ làm chậm chậm đi coi thử sao có chuyện gì không, rồi mình không coi bữa đó thì coi thử nó có gì xảy ra không, mình từ từ mình hiểu thôi. Không có ai giúp mình bằng chính mình, phải tự quan sát và thấy hiểu những cái câu chuyện gì nó xảy ra cho chính mình. Thì cũng giống như hồi nãy sư trở lại cái chuyện mà một cái người Phật tử ở bên Việt Nam mà hỏi sư vấn đề đó, thì quý vị thấy không, cái sự tu niệm mình rất là quan trọng. Thì lúc đó để mình có cái tâm yên ổn để mình giải quyết những cái vấn đề của gia đình mình, không có ai giúp mình được đâu, người ta có nhiều nữa là người ta nói vậy thôi. Đáng sợ ở bên Mỹ thì sư nói rồi thì thôi sư bỏ, sư đâu có để ý gì nữa. Hoặc giả cái sư bạn của sư Việt Nam rồi nói rồi cũng bỏ. Mà mình này, mình đang còn một ông cha này sắp sửa chết này, bà mẹ đau rất là nặng này, một người anh cũng đau rất là nặng này, mình phải làm cái gì trong gia đình để mình giúp đỡ này, mình là người khỏe mạnh. Vậy thì hãy tu tập để cho có cái tâm mình được yên tĩnh, yên ổn đi. Để mình nhìn cái vấn đề cho clear, cho nó sáng một chút cái tâm. Còn khi mà mình bị những cái tình cảm xung quanh nó tràn ngập tâm mình, rồi mình hết biết. Hoặc là mình dính mắt với cha, với mẹ, hoặc là mình than thở là tại sao mà không ai xui cả, mà sao mình xui như thế này, cái kia đó. Mấy cái đó là mình càng suy nghĩ, mình càng depressed, mình càng khổ, và không giải quyết được vấn đề. Thế thôi thì cầu mong quý vị ráng tu tập. Dạ, con cảm ơn sư. Trước khi hồi hướng cho sư con có hai vị Phật tử cúng dường cho sư tuần này cho sư. Dạ, thứ nhất là chị Vân Trịnh cúng dường sư 200 và chị Bình Lê ở Phật Chi Nhà cúng dường cho sư 100. Chị Vân Trịnh ở Irvine. Dạ, tổng cộng là 300 cho sư. 300 một Phật xa thú xa thú xa thú xa thú. Bây giờ mình hồi hướng ha sư. Dạ, Bồ Phật thôi đọc hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sa thú sa thú lành thay. Hẹn quý vị thứ bảy tuần tới ha. Dạ. Bồ Phật. Dạ, cảm ơn sư. Em để đợi cái phone này, hình như cái phone này nghe nhỏ phải không ạ? Đúng rồi. Hết nghe rồi kìa em. Dạ thôi bây giờ chịu khó nha. Cái phone này từ bữa nay bị trục trặc kỹ thuật thôi. Thưa mấy anh chị quý Phật tử là tại vì em cái computer nó bị hư.